Sao mà mòn hết vậy trời? Em ơi, tư vấn xe đúng không? Dạ không anh, em canh nhà, mà anh đợi em lát. Dạ anh cần cái hỗ trợ dòng xe nào ạ? Cái gì vậy anh ơi? Nhìn thấy không? Kiếm cho anh một chiếc xe, giúp cái này nó bự hơn. Theo em thấy thì cái chân anh nó cần phải vận động mạnh hơn nữa. FS126 nó có bộ chuyên đồng hết sức đơn giản nè. Đạp rất là khỏe nha, khỏe là khỏe cái chân mình nè. Bộ chuyển động thì quá ok rồi. Nhưng mà anh không thích cái phụ kia đâu. Anh không thích nhún nhảy, anh thích sự cứng cáp. Xe này 2,5 cụ, có vẻ anh không ok. Thêm 1 cụ nữa là 3,5 cụ, anh có khó khăn gì không? Tiền bạc á, chỉ là chuyện nhỏ thôi. 3.5 á, chỉ là một con số, không có khó khăn gì cả. Vành nhôm xe gió cao 6 phân, ghi đông ngang. Lái xe thì rất là thoải mái luôn, cực kỳ phù hợp với những con người đơn giản như anh. Cái này là em nói thiệt chứ không hề đang giỡn.